Trong phút chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona trên kênh Việt News USA. Để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé. Phở Cần Thơ, Phở Cần Thơ. Đến với Thiếu Son, đừng quên ghé lại Phở Cần Thơ để thưởng thức các món ăn ngon đậm đà hương vị Việt Nam như phở, hủ tiếu, bún bò Huế, bánh canh, bánh mì, bánh xèo, cơm tấm và nhiều món ngon khác dành cho bữa cơm gia đình. Ngoài ra, Phở Cần Thơ còn có nước mía tươi ép ngay tại chỗ, thơm ngon, tinh khiết. Phở Cần Thơ mở 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nhân đặc biệt và to go, gọi ngay 520-849-6317, 520-849-6317. Phở Cần Thơ tọa lạc tại 2746 North Campbell Avenue, Tucson, Arizona 85719. Chủ nhân trân trọng kính mời. Hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023, Trọng Phúc mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona, khoảng chục nhà hàng và cửa hàng mới sẽ khai trương ở Mekong Plaza vào năm tới. US News và World Report nêu tên trường tiểu học hàng đầu của Arizona. Tin California, San Francisco có số ca dùng thuốc quá liều cao nhất trong lịch sử thành phố, chủ yếu do fentanyl. Kinh hoàng nạn đập phá xe ở Portland. Tin Hoa Kỳ, vận động viên chuyển giới giành chiến thắng trong cuộc thi nhảy U14 nữ làm dấy lên cả sự phẫn nộ. Hội chứng dị ứng cây Giáng sinh có thật không và đây là cách xử lý. Và giờ đây, mời quý khán giả cùng đến với phần tin chi tiết. Tin Arizona, khoảng chục nhà hàng và cửa hàng mới sẽ khai trương ở Mekong Plaza vào năm tới. Plaza East Valley nổi tiếng đang chuẩn bị mở rộng, đưa thêm gần chục nhà hàng và cửa hàng bán lẻ đến khu châu Á của Mesa. Công việc xây dựng trên khu vực rộng 30.000 foot vuông của Mekong Plaza đã được tiến hành kể từ mùa hè năm 2022. Trong vài tháng nữa, khoảng 10 đến 12 doanh nghiệp sẽ bắt đầu chuyển đến tòa nhà mở rộng Mekong Plaza. Và Mekong Plaza nói rằng chủ nhà hàng lậu lớn nhất Hadi Lao sẽ mở nhà hàng Arizona đầu tiên bên trong Mekong Plaza. Tòa nhà mở rộng cũng sẽ là nơi đặt nhà hàng barbecue Hàn Quốc, cửa hàng tráng miệng Đài Loan Meat Fest, một thẩm mỹ viện và một số cửa hàng gia đình. Việc mở rộng Mekong Plaza dự kiến sẽ khiến thu châu Á của Mesa trở nên độc đáo hơn nữa. Ông Drew Bodinoy, giám đốc dự án cho biết, thấy được điều này, nơi đây là một cộng đồng thịnh vượng, nơi mọi người có thể đến tham quan, ăn uống và trải nghiệm những thứ mà bạn không thể có được ở bất kỳ nơi nào khác trong thung lũng. Thật là tuyệt vời. Ông ước tính khoảng 100 việc làm mới sẽ được tạo ra, hàng chục chỗ đậu xe nữa sẽ được bổ sung vào khu đất hiện có trên Main Street và Dobson. Dự kiến khai trương tất cả các nhà hàng và cửa hàng vào mùa hè năm 2024. US News và World Report nêu tên trường tiểu học hàng đầu của Arizona. Tin từ Phoenix, US News và World Report vừa công bố danh sách các trường tiểu học hàng đầu ở tiểu bang Arizona. Họ là trường công lập hoặc trường bán công. Vì vậy, hãy đến trường số 1 trong danh sách để tìm hiểu xem điều gì khiến ngôi trường này trở nên nổi bật. Và bên trong khu học viện năng khiếu Knott của Chandler, thật khó để tìm thấy những học sinh ngồi yên. Khoảng 100 học sinh lớp 5 vừa đọc tiểu thuyết. Giáo viên Laura Rocky cho biết, bây giờ họ đang tập trung vào chủ đề của cuốn tiểu thuyết và tạo nên cấu trúc 3D với các tiêu chí và ràng buộc nhất định thể hiện tính biểu tượng trong hình thức của chủ đề. Rocky cũng cho biết, sự tham gia của học sinh là một trong nhiều lý do khiến môi trường Chandler Unified School District đứng đầu trong tiểu bang. Rocky nói, đối với tôi, điều này truyền cảm hứng hơn một bài giảng hay một bài tập. Tôi nghĩ đây là một cách để trao cho họ khả năng lãnh đạo và quyền sở hữu việc học của chính mình. Hiệu trưởng Christy Bresmore nói,
Thật thú vị khi được trở thành trường được xếp hạng số 1 ở Arizona. Chúng tôi làm việc này rất chăm chỉ mỗi ngày, ngày này qua ngày khác vì học sinh của mình. Đó là một vinh dự rất thú vị và tuyệt vời khi được công nhận cho sự chăm chỉ của chúng tôi. Để trẻ em được vào trường công lập từ lớp mẫu giáo đến lớp 6, trước tiên, chúng phải được xác định có khả năng khiếu thông qua bài kiểm tra. Winburg Gift Academy cũng trong học khu Chandler Unified District đứng hàng thứ hai. Mesa Academy for Advanced Studies đứng hàng thứ ba. Torquay Elementary ở Scottsdale Unified School District đứng hàng thứ tư. Và Masada Charter School ở thành phố Colorado đứng hàng thứ năm. Tin California, San Francisco có số ca dùng thuốc quá liều cao nhất trong lịch sử thành phố, chủ yếu do fentanyl. Văn phòng Giám đốc Y tế San Francisco, viết tắt là OCME, cho thấy trong báo cáo mới nhất rằng thành phố này có nhiều vụ tai nạn dùng thuốc quá liều nhất từng được ghi nhận trong một năm, nhiều trong số đó có liên quan đến fentanyl. Báo cáo được công bố trên trang web của OCME hôm thứ Năm, cho thấy thành phố đã ghi nhận 752 vụ vô tình dùng thuốc quá liều trong tháng 11 tháng đầu của năm 2023. Số vụ vô tình dùng thuốc quá liều cao nhất được ghi nhận trong cả năm là vào năm 2020 với 726 vụ được OCME báo cáo. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là hết năm 2023, số ca vô tình thuốc quá liều dự kiến sẽ tăng vào cuối năm. Vào năm 2022, San Francisco có 649 trường hợp vô tình sử dụng thuốc quá liều được báo cáo, có nghĩa là thành phố đã chứng kiến mức tăng dần 16% trong năm nếu việc kiểm hoàn tất. Trong số 752 trường hợp sử dụng thuốc quá liều trong năm nay, nam giới chiếm 623, phụ nữ chiếm 127 và người thuộc giới, nhị giới chiếm 2 trường hợp. Chủng tộc là một yếu tố khác mà OCME theo dõi và báo cáo cho thấy 283 người sử dụng quá liều là người da trắng, 233 người da đen, 140 gốc Latin và 35 người châu Á và 5 người người Mỹ bản địa. OCMC phát hiện 613 nạn nhân có fentanyl trong cơ thể, trong khi năm ngoái chỉ có 459 trong số 649 trường hợp vô cùng dùng thuốc quá liều liên quan đến fentanyl. Văn phòng cũng báo cáo rằng 37 trường hợp sử dụng thuốc quá liều liên quan đến heroin, 52 trường hợp liên quan đến các loại thuốc như opioid cũng như codeine, hydrocodone và oxycodone, morphine và methadone, 387 trường hợp có methamphetamine trong cơ thể và 346 trường hợp liên quan đến cocaine. Những cái chết do fentanyl đã gây ra ở Mỹ trong nhiều năm với hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, trong số 107.000 ca tử vong do dùng thuốc quá liều năm 2021, 75% liên quan đến opioid. Fentanyl bất hợp pháp chủ yếu được sản xuất ở Mexico bằng cách sử dụng tiền chất của Trung Quốc và sau đó được buôn lậu qua biên giới phía Nam thông qua các cảng nhập cảnh vào giữa các cảng nhập cảnh. Và các vụ thu giữ ma túy của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới CBP đã tăng vọt trong những năm gần đây, điều mà chính quyền Joe Biden cho biết là do hệ thống sàng lọc tốt hơn và công nghệ mà họ đã sắp đặt tại các cảng nhập cảnh. Nhưng Đảng Cộng Hòa cho biết đó là nỗ lực gia tăng do cuộc khủng hoảng biên giới, có nhiều nghĩa là nhiều loại thuốc hơn có thể được lọt vào tay người tiêu dùng. Những cái chết do quá dùng quá liều chủ yếu đến từ việc người Mỹ vô tình uống thuốc hoặc ma túy có chứa fentanyl. Loại thuốc này có thể gây tử vong với liều lượng nhỏ và mạnh hơn heroin 50 lần. Kinh hoàng nạn đập phá xe ở Oakland. Một chủ doanh nghiệp ở Oakland, California, nơi có nhiều tội phạm cho biết cô đã bị đột nhập xe của mình rất nhiều lần, đến nỗi giờ đây cô đã hạ cửa sổ xuống để kẻ trộm không làm vỡ kính xe khi của cô khi chắc chắn bị cướp. Susan Lợi, người điều hành The Coffee Mill trên Grand Avenue trong 27 năm qua cho biết bà không thích tội ác mà bà chứng kiến trên đường phố bên ngoài quán cà phê của mình. Và ngoài quán cà phê mà bà cho biết đã bị đột nhập 3 lần trong 6 tháng, những tên trộm ô tô đeo mặt nạ được cho là đã đập vỡ kính ô tô bên ngoài cơ sở kinh doanh của bà vài lần một tuần. Bà nói với, khi tôi đổ xe bên ngoài, tôi để cửa sổ xuống đủ để bạn có thể đưa tay qua và mở khóa để chúng không làm vỡ kính.
Bà Lợi cho biết, cô nghĩ đây là giải pháp thay thế tốt hơn việc phải thay cửa kính ô tô bị hỏng mỗi khi sự cố xảy ra. Oakland đã chứng kiến sự gia tăng tội phạm, bạo lực và trộm cắp với các vụ cướp đập phá và báo cáo về các vụ hành hung nhân viên tăng vọt trong những năm gần đây. Theo cảnh sát của Oakland, toàn bộ hạng mục tội phạm bạo lực của thành phố đã tăng từ 21% của năm 2022 đến năm 2023. Ngoài ra, người dân Oakland càng ngày càng mua kính chống đạn để tự bảo vệ mình. Bà Lợi cho biết những kẻ trộm thường là những đứa trẻ 15 tuổi, trẻ vị thành niên hoặc thậm chí là các bé gái không phù hợp với đặc điểm giới tính điển hình của tội phạm. Tội phạm là một vấn đề đang diễn ra ở Oakland. Vào tháng 9, hàng chục chủ doanh nghiệp trong thành phố đã lên kế hoạch đình công để phản ứng với tình trạng tội phạm tràn lan trong thành phố. Mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace, nhà hàng được bình chọn The Best Dim Sum in Arizona, với những món dim sum ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, v.v. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc venue cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, dim sum từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ bảy và chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, dim sum từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona 85202. Điện thoại 480-962-0493, 480-962-0493. Tin Hoa Kỳ. Vận động viên chuyển giới giành chiến thắng trong cuộc thi nhảy U14 nữ làm dấy lên cả sự phẫn nộ. Một cô gái chuyển giới gần đây đã giành chiến thắng trong một cuộc thi khiêu vũ nổi tiếng của Ireland ở Dallas, và kết quả này đã gây ra một cơn bão lửa trên mạng, với những kiến nghị được đưa ra để ủng hộ cho cả hai bên về chủ đề gây tranh cãi. Cô gái chuyển giới sinh ra là nam, đã giành chiến thắng ở hạng mục nữ sinh dưới 14 tuổi tại cuộc thi Oiwasta, khu vực phía nam, hồi đầu tháng, đánh bại hàng chục cô gái thật để giành lấy danh hiệu. Cuộc thi là một sự kiện trong khu vực, trong đó các vũ công đã về đích hàng đầu, bao gồm cả người chiến thắng, đủ điều kiện tham gia giải vô địch khiêu vũ người Ireland Bắc Mỹ ưu tú hơn và giải vô địch khiêu vũ người Ireland Thế giới, theo Irish Central. Những bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy cô gái chuyển giới đứng trên bục vinh quang và nâng cao chiếc cúp chiến thắng sau khi giành được vị trí đầu tiên. Chiến thắng đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng khi một số phụ huynh và những người phản đối đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự phẫn nộ của họ. Đồng thời, nhiều người vỗ tay tán thưởng cô gái chuyển giới đã thi đấu và giành chiến thắng trong giải đấu. Theo báo cáo, điều này được hiểu rằng một số thí sinh chỉ biết đến giới tính của vũ công chiến thắng sau khi cuộc thi kết thúc. Hội chứng dị ứng cây Giáng sinh có thật không? Và đây là cách xử lý. Nếu quý vị hoặc người thân dường như bị dị ứng mỗi năm khi cây Giáng sinh đến, thì không phải chỉ mình quý vị thôi. Tiến sĩ Chester Arazon, một bác sĩ y khoa trị liệu tự nhiên có trụ sở tại California, cho biết hội chứng cây Giáng sinh không phải là một phản ứng đối với bản thân cây, mà là do nấm mốc hoặc bụi bám trên cây thật và giả. Và cô cho biết phản ứng phổ biến nhất là hắt hơi, ngứa và chảy nước mắt. Một phản ứng ít gặp hơn là phản ứng ở da như là nổi mề đay. Và cô nói, đó có thể là một phản ứng vãn vệ, đồng thời cảnh báo rằng loại phản ứng đó có thể nghiêm trọng hơn, đặc biệt nếu kèm theo khó thở. Những người bị dị ứng phấn hoa không có khả năng gặp phải hội chứng cây Giáng sinh, vì phấn hoa chỉ được sản xuất vào mùa xuân. Tuy nhiên, Azadcon cho biết, những người dị ứng với cây thông hoặc đậu phộng có thể gặp nguy cơ cao hơn. Vì bụi và nấm mốc là thủ phạm lớn nhất, Azacon khuyên bạn nên đầu tư vào một bộ máy lọc không khí và chạy nó trong cái mùa lễ, đồng thời rửa cây trước khi mang vào nhà. Cô nói, điều đó áp dụng cho cả cây sống và cây giả, vì cây nhân tạo có thể thu thập bụi và các chất gây dị ứng khi cất giữ. Theo UCLA Health, có 3 cách hiệu quả để làm sạch cây của bạn. Trước khi mang cây vào nhà, vào căn hộ, bạn có thể loại bỏ nhiều chất gây dị ứng bằng cách lắc cây để loại bỏ những mảnh vụn rời rạc. Thứ hai là rửa sạch cây bằng vòi nước và để khô hoàn toàn bên ngoài trước.
và thứ ba là thổi mảnh vụn trên cây bằng máy xịt hơi. Bạn cũng có thể hút bụi cây nhân tạo hoặc lau sạch nó. UCLA héo khuyên nếu bạn có xu hướng bị phát ban khi tiếp xúc với cây thông Noel, hãy nhờ người khác mang trang trí và mặc áo dài tay và đeo găng tay nếu bạn cần chạm vào cây. Nếu bạn gặp bất kỳ phản ứng nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những người có thể hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô bếp từ năm 2007 tới nay, với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát, hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và để giúp cho chương trình cắn bớt kiểm duyệt, xin quý khán giả hãy bấm nút like trong mỗi video cũng như theo chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.